Đường thương đau để ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, khi trắng tay gọi tên bằng hú. Giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên trong thân ta chẳng buồn đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, xưa chiếu trang tình xa nhịp thở. Tình đổ thay khi dù cơn mê, để chua xót quên lối về. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar dễ học đàn mỗi ngày một chút cùng với chương trình Guitar 5 phút. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp, có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại trong những cái trang hợp âm mà chúng ta hay nhìn, có rất là nhiều hợp âm mà họ bắt mình chuyển. Tuy nhiên mình cũng không cần phải chuyển hết những hợp âm đó. Chúng ta chỉ cần giản lược làm sao đơn giản nhất và đánh nó vẫn A, vẫn êm như bình thường nha. Bây giờ mọi người thử xem Khanh đánh giản lược bớt. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hãy bâng khuâng nhịp chân theo ạ. Đường chừng xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Tập cái dễ trước, từ từ chúng ta cũng sẽ tập được thôi. Quý anh chị có thể thả tim và bình luận những ý kiến thắc mắc để chúng ta tương tác với nhau, cũng như bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình. Combo 199 bao gồm 6 món, 2 bộ dây, 9 hãng acoustic cabo, giáo trình đệm hát có những thế tay hợp âm đây để chúng ta tập đàn cùng với chương trình Guitar 5 phút. Tặng kèm tay quay để tháo chốt và quay khóa nè, hợp bích và hai cái bích nữa. Combo 6 món chỉ có 199.000, miễn phí vận chuyển trên tàu về quê hương. Giọng nam AM là thứ cabo 4, giọng nữ thì Thảo cabo ra đánh trên này, thuận tiện cho cả hai giọng luôn. Điều disco khá là dễ và chúng ta cứ ngồi tập cho nó quen cái nhịp cái đã. Nó đều cái nhịp, đều tay mình xuống nè. Sao vậy? Đã lên nhẹ, chặt vào, lên. Cứ như vậy chúng ta tập nè. Yo, anh ơi đô thành, đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn, chẳng bao giờ buồn. Anh ơi đô thành, anh ơi đô thành, anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen. Cứ như vậy chúng ta tập hết bài nha. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Guitar này nó như là một người bạn luôn, nó gõ trống cho chúng ta tập theo nhịp luôn. Vì đàn guitar điện chúng ta khỏi cần mua phơ luôn. Ở trên này chúng ta sẽ có nè 8 cái chế độ. Chế độ metal nè, rhythm nè, có reverb nè, có chorus nè, đó, có delay luôn nè. Bấm điện trực tiếp 220V luôn, không cổng in nữa để chúng ta lấy nhạc đưa vô để chúng ta hòa tấu nè. Phone nè. Đó, chúng ta có thể bấm cộng để đổi cái điều khác nè. Đó, rhythm ha, nút rhythm nó sáng đèn, còn muốn tắt, tắt nó. Đó, nút tempo nè. Đó, chúng ta muốn chỉnh nhanh, chúng chỉnh chậm được. Rồi bấm vào đây, đổi điều khác nè, chúng ta bấm cộng hoặc trừ nè.
nó có rất nhiều điệu cho chúng ta tập luôn. Nghe nha. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi bên vân thơ. Đã sẵn đó. Đây tiếng mộc nè. Streamer lưu nha. Em tập guitar điện có điều kiện thì mua cái loa này luôn, nó rất là hỗ trợ luôn rồi. Để con gánh mẹ đừng can, sẽ khi mẹ mất muộn màn gánh ai, cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm giông những ngày đắng